đồng đó, ta cho cho nhiều chứ hả? À, bên tôi cho đồ không ngon, cái này ngon quá. Chúc tôi cho mua con gắn đưa vô. Gắn sao ăn ra ngoài rủ ra. Đây chừng 7-8 số rồi. Bên được chanh. Rồi. Để em làm. Tại vì anh vô nhà đi. Vô nhà đi rồi anh em. À, anh cứ tự nhiên đi, rồi từ từ anh em đi vô rồi có gì hỏi anh. Rồi anh em. Cuộc sống anh ta 360 hôm nay trở lại bên huyện Chợ Mới ghé thăm cụ 83 tuổi cùng với anh em YouTube quý vị. Cụ bị hiếp đó quý vị. Xin kính chào quý cô chú anh chị, chúc quý cô chú anh chị có nhiều sức khỏe ha. Đầu mình đi cùng với anh em YouTube thăm cụ thăm gà như thế nào quý vị. Em có nghe cái sự việc mà lúc đó trong cái quá trình mà phụ bà ở nhà một mình đó, thì có một thanh niên nào đó lẻn vào để mà làm những chuyện đồi bại gì đó, thì như thế nào, sự việc nó xảy ra như thế nào nhà anh chia sẻ cho em cùng với tất cả những người em đang biết. Thì làm trong Tết đó, là đi làm hồ bữa 21 Tết đó. Rồi đi làm hồ dắt trưa về đó là cửa gào thì cửa khóa, thường là ngày nào đi là cửa này không khóa, đóng là không đóng luôn, mở cửa gì đó cho bà đi tới lui, với gặp ra rồi gửi sớm đó, đi chợ gửi mua bánh chì bà ăn nữa. Dạ. Rồi bữa đó về giấc 12 giờ mấy đó là cửa này lại đóng, cửa gào thì mở ra là cứ nghi nó cái gì sao cửa rồi mình mở sao giờ đóng. Rồi mở ra gặp bà nằm dưới đất rồi. Dạ. Chạy trốn trong bếp á, thì cửa sau cũng khóa cho là đâu có đi đường nào được. Trốn nữa đầu tôi mới bồng bà lên là quay ngang là đi ra đường vô chỗ sập sạc chỗ biết chỗ dao đó quen ngang chạy đường la sớm chạy lại như là nó trong chạy ra mặc quần vô nó người bắt lại tại đây luôn, người quen ngang con ở sớm điện công an lên công an bắt luôn gì dưới. Thanh niên đó bao nhiêu tuổi vậy? 40 tuổi. 40 tuổi. Anh ta đó có vợ con gì không? Không có vợ con. Rồi sau khi mà cái sự việc mà xảy ra như vậy đó, thì gia đình mình có đưa cụ đi bệnh viện gì không anh? Thì cấp đó thì công an lên đó là cái vô đồ với sưng rồi, chưa mặc đồ đó nữa. Cái đồ sưng rồi quay ngang chỉ công an coi, công an mới điện xe cứu dùm luôn. Rồi đưa qua bệnh là bác sĩ chụp hình cái đồ sưng rồi có gãy sưng rồi. Giờ bà đi không được luôn á anh? Đi không được. Lúc trước đó bà đi được đi không? Đi đứng bình thường. Nó đi ra vô cũng như là nó bào bán ngang, bà đi ra mua được mà. Nhiều mua đứng ra cái thằng gạo nó đưa tiền ra, tao đưa đi, đá bào vô. Rồi tới giờ là bà nằm vậy luôn? À, nằm vậy là hôm 21 Tết tới giờ. Bác sĩ nói là cái giò quá già rồi không có được. Bên phía gia đình của thanh niên đó có đền bù thiệt hại gì cho mình không? Chưa, nghi là hôm 24 Tết thì bà già với em gái qua đưa được 2 triệu rồi, rồi thì tới giờ không có qua. Không tới luôn đúng không? Nhà gần đây đúng không? Cách đây khoảng 7 cây số. Bên Nhật Chanh. Hàng ngày thường anh ta có tiếp xúc gì bên gia đình mình không? Không, tại tôi đi làm tới ngày đóng cửa. Có thấy chạy qua lại đâu mình? Mình không biết nữa, không đi nữa. Không đi nữa. Vậy là chắc có thể là dòm ngó rồi trước rồi đó hả? À, chắc mới biết như vậy. Đi làm mình đâu có nhà đâu biết. Không đi. Ở nhà là có mình anh ở nhà. Có mình ở nhà. Và cụ sang lại sức nào cũng mua cháo về cho ba ăn cơm nước sẵn cho nè. Mà chưa về là 20 con ăn. Sức khỏe bà cụ giờ đỡ chưa? Thì bây giờ bà mệt hoài thì mệt thì kêu điện bác sĩ xuống chích thuốc. Dạ. Vô biển. Cụ năm nay nhiêu tuổi vậy? 83 tuổi. 83 tuổi. Tội nhất là bị gãy xương. Thì đó gì? Đau. Gãy xương cái giò giờ rút lên nghi giò cao giò thấp luôn xương đó. Dạ, lâu ngày nó rút. Nhận tự động mới rút hả? Nè. Nó trên lệch so le luôn. So le giò cao giò thấp đúng không? Người đó vô cái đó là ban ngày trưa hả? Ban ngày trưa. Ở đây
vắng quá cho nên không ai thấy. Tại vì ở đây thì cái nhà cặp bên đây cũng đi làm tối ngày đâu có ai nhà đâu. Thì cũng ý rồi đó. Cái này anh không có làm gì sao? Đi tiếp anh cho ông đồng đó rồi về ông bẻ qua sẽ đủ cái gì nhà ông đó rồi ông cho vậy nó canh. Cái nhà lao động chính là anh ha. Dạ. Mình có đất ruộng để gì không anh? Không, có thổ cư nhà không. Rồi mình sống là lao động chính mình làm mình công việc gì? Hộ, mình thôi. Làm hộ. Bữa nay anh không đi làm sao? Không, bữa nay không làm. Anh đi làm gì ai ở nhà chăm sóc cho cụ? Như bà chị rồi xuống như mượn cái sớm nữa. Tại cái trần chưa đi làm chưa về rồi. Cụ có nói được không anh? Dạ được. Được hả? Dạ con chào cụ. Dạ. Rồi lúc đó cụ đang làm gì mà sao mà có thanh niên mà đi vô á cụ? Lúc đó mình đang làm gì? Mình ngồi trên cửa đó hả? Dạ. Nó vô nó đè tôi nó. Dạ. Thảm tôi gãy. Gãy và tay dòi. Lúc đó cụ có la lên không? La gì nổi rồi la. Dạ. Nhà thì bên đây người ta mà bên kia không ăn được. Tình quá trời thú tính. Cái nguyên nhân mà gãy giò đó là cụ dãy gãy hay là nó bẻ gãy? Tôi gãy. Dạ. Dạ. Nó đè tôi gãy. Giờ lúc mà mình đi ra ngoài đây là mình thấy là thanh niên đó là xông vào rồi hả cụ? Dạ. Lúc mà thanh niên nó xông vô là nhảy tới đè cụ liền hả là có nói chuyện gì không cụ? Không, là thanh niên đó tự ra đóng cửa lại. Đóng cửa lại rồi cụ mới dãy ha. Dạ. Rồi hiện tại cụ thấy sức khỏe của cụ trong người mình như thế nào, có ổn, có khỏe gì không? Thì cũng mệt hoài. Dạ. Mình có bệnh nền gì không cụ? Không có bệnh nền chứ, có mệt hoài. Dạ. Mệt chứ chắc mệt. Nhiều khi cơm nước ăn cũng không được. Ăn không được thì cụ ăn gì anh? Cháo mà. Cháo. 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 Cơm sợ quá không tiêu. Dạ, tại nằm hoài nữa. Cụ cháo lâu lắm hả? Như là sáng cháo rồi trưa đút quá miếng cơm thôi là chiều cháo nữa. Hiện tại em lúc mà gãy giò tới giờ là cháo. Dạ. Hiện tại em ghé nhà này em thấy có mấy đứa nhỏ nè. Là lúc trước là có không hay là mới có? Mới qua chơi á. Mới qua chơi nha. Cháo ở sớm mới qua chơi. Có vợ con không hay có mình anh không? Có mình anh à. Nhà không có vợ luôn. Dạ. Chăm sóc mẹ anh, có mình anh thôi. Để trước giờ làm không có vợ luôn hay là? Không có vợ là thôi rồi. Có vợ ở gì đâu mẹ ha. Thôi lâu lắm rồi. Anh có con không anh? Không có con. Không có con. Vậy thì hôm nay á, anh em đến đây trước là thăm hỏi tình hình sức khỏe của cụ. Sau đó thì cũng cầu chúc cho cụ được mạnh khỏe. Dạ. Căn nhà này là mình bỏ tiền để xây cắt hay là sao? Trước nhà nước hỗ trợ được 50 mình mua đi. À, bởi vì nhìn thấy nó giống ngôi nhà là hỗ trợ. Để cái ngôi nhà của cụ 83 tuổi của chú thì ngôi nhà là ngôi nhà bên mặt chính quyền hỗ trợ nha, hỗ trợ được xây cắt thôi. Hiện tại thì anh có nói tên Tùng không nè? Hiện tại thì anh Tùng đang sống một mình ở đây để mà nuôi mẹ già. Và từ khi mà xảy ra cái sự việc mà nói chung là quá đau thương á, thì Tùng cũng có hạn chế là những cái công việc đi làm ở xa để ở nhà lo cho cụ. Giờ đâu đi làm xa được, giờ về rồi mới. Anh muốn nghĩ rồi anh mua đem về đút cho cụ ăn xong rồi anh mới đi nữa. Dạ. Làm dần 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 đây nó không có đi xa được. Dạ. Anh
mấy năm trước đó, đi làm cho Nguyễn Hiệp Sơn quá nhà quá nấu cơm á. Dạ anh Tổng ơi, thì hôm nay bên đây nói chung cũng không có. Yeah, cứ như đứa. Vậy con tới thăm sức khỏe của cụ. Rồi con gỡ số tiền của anh con không nói tên cho cụ 200. Cho cụ mua thuốc uống nghe cụ. Dạ. Dạ thì phần còn lại là anh em con ở đây có là Thanh Hải An Giang và Chiến Cùi Bắp và ATV Lang Thang, thì mỗi một người tiếp cho cụ là 100.000 là 300.000 để gửi cho cụ mà bảo dưỡng sức khỏe thêm với cụ, thì chúc cho cụ mong mạnh khỏe nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Thôi thì cái sự việc cũng đã xảy ra rồi, anh cũng cố gắng lên để mà lo cho cụ nhé anh. Dạ. Yeah. Thì cụ cố gắng lên cho cụ. Dạ. Dạ. Cũng chúc sức khỏe anh, cũng như chúc sức khỏe anh, cố gắng lên để chăm sóc cho cụ nhé anh. Có việc nhỏ đi em của em đi ngang đó, bị ghé thăm cụ nữa thì cụ. À, cũng xin chúc cho cụ phục hồi sức khỏe lại ha, với mong anh cũng cố gắng chăm sóc cho cụ ha. Dạ, chúc dạ. Anh cũng có nhiều sức khỏe để lo cho cụ ha. Dạ, rồi dạ. Xin tạm biệt, kết thúc video tại đây quý vị. Vậy thì cái